Hello, xin chào tất cả các bạn quay channel Riding On Coral SE, là Coral được rất nhiều bạn yêu cầu trong phần comment của mình trong mọi video. Và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần 1 của Coral SE, từ level 1 cho tới level 5 của nãy nhé. Đây chỉ là phần đầu tiên, tất nhiên những phần mạnh sẽ dành cho phần tiếp theo. Mình là Riding On, bắt đầu nào. Hẹn xin Kamen Rider SA là câu chuyện kể về cậu thanh niên Hozo Emu, một người chỉ đơn thuần là một cậu thực tập viên trong một bệnh viện. Anh ta có tình yêu thương vô bờ bến với những bệnh nhân, đặc biệt là những đứa trẻ, cũng như sự phô diễn về khả năng thiên tài bẩm sinh trong việc chơi game của mình. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên bình với Hozo Emu, một cô gái bí ẩn đã nhận được nhiệm vụ trao chiếc thắt lưng Gamer Driver cho người thích hợp, người được mệnh danh là thiên tài game thủ Em. Cô ta đến một hội chợ liên quan về game, đang giới thiệu tựa game Mighty Action X, nhưng không gặp được ai ngoại trừ Emu, cũng như một đứa nhóc là bệnh nhân đang cần phẫu thuật gấp. Sự vô trách nhiệm của Emu khi đưa một đứa trẻ đến một nơi như thế này, chứ thay vì phải ở trong bệnh viện để được chăm sóc, cô gái ấy đã không lắng nghe niềm đam mê của cậu nhóc. Thế là cậu ta đã phát bệnh, căn bệnh mới mà cô ta phải ngăn cản, Burgaster Virus. Một loại virus ký sinh vào con người, biến họ trở thành những Burgaster. Emu vô cùng sốc và tuyệt vọng vì nghĩ cậu bé sẽ không thể nào trở lại thành người. Thì cô ta đã đưa cho anh một hy vọng le lối, Gamer Driver cùng chiếc Gashat Mighty Action X. Không chần chừ, và thân phận của mình là thiên tài game thủ Em, anh đã chuyển hóa sử dụng Gashat cũng như Gamer Driver Coral SA cấp độ 1. Sau khi chuyển hóa, những rider tại thế giới SA sẽ tạo ra thế giới của họ, Game Area, cùng với những vật phẩm đi kèm với rider tương ứng. Với SA là những khối lập phương vuông, sau khi anh phá hủy chúng sẽ tạo những item nâng cấp khả năng của SA, thường là sẽ nâng cao tốc độ cũng như sức mạnh cho anh. Những đặc trưng khác của rider tại thế giới này có thể kể đến, những đòn tấn công của họ sẽ thường hiện ra chữ hit, cùng với đó là đòn tất sát của anh ấy sẽ chia đôi màn hình hiện ra tên đòn tất sát, tạo ra những điểm nhấn vô cùng đặc sắc cho series SA. Level 1 của SA được thiết kế giống với 3 rider còn lại, chỉ khác ở phần gương mặt, đó là một tạo hình ục ịch với tông màu trắng chủ đạo, phần những viền đen tạo chúng ta những đường nét vô cùng cơ bản, cũng như biết được rằng đây không phải là hình thái chính thức của rider. Nặng nề thiết kế cũng như vô cùng kém linh động, nhưng bất chấp tất cả, SA hay Hozo Emu là một thiên tài, anh ta cũng tận dụng hoàn toàn triệt để khả năng của level 1 trong tập đầu xuất hiện. Từ việc linh hoạt hơn so với hình dạng thực tế, những màn lăn lộn để né tránh kẻ thù, cũng như những cú nhảy bật xa từ khả năng của Mighty Action X, kết hợp với đó là những item rải rác khắp màn chơi, anh ta đã dễ dàng áp đảo tên Burgaster ở hình dạng nguyên bản của hắn, đánh bại hắn bằng một đòn cực mạnh khi anh lao lên bầu trời, xoay búa và nện chiếc búa Gascon Wrecker vào đầu kẻ thù. Chiếc búa này sau khi chuyển hóa hình dạng kiếm cũng chính là vũ khí của hình dạng thứ hai, Level 2 của Coral SA. Level up! Tên Burgaster không dễ dàng đánh bại đơn giản chỉ với level 1 của SA. Hắn đã trở lại với hình dạng thật sự của mình và thách thức Hozo Emu. Anh ta cũng nhanh chóng đáp lại thách thức đó bằng cách nghiên cứu cách sử dụng toàn bộ sức mạnh của Gamer Driver, chuyển hóa bản thân trở thành hình dạng thứ hai, chuyển hóa đưa bản thân vào không gian game và lộ bản thể Kamen Rider từ chính cơ thể của level 1. Vẫn giữ được những nét cơ bản từ level 1, cặp kính và mái tóc hồng dựng đứng của anh, kèm với đó là phần cơ thể với những biểu tượng nút bấm cũng như thanh máu đặc trưng cho những game thủ cho dòng game thời kỳ của Sega. Tạo hình và màu sắc của anh liên tưởng đến một Kamen Rider Magenta nào đó, và tông màu đặc trưng của SA chính là màu hồng neon, kèm với đó là những chi tiết bạc, những đường kẻ đen và trắng chạy khắp cơ thể của anh. Tạo hình của anh nhìn rất thể thao và năng động, rất giống với tựa game mà anh đại diện, Mighty Action X. Các bạn hãy liên hệ với những tựa game như Mega Man,
một trong những tựa game đi cảnh 2D nổi tiếng thời điểm đó. Thiên về hành động nên khả năng của SA cũng chính là bay nhảy, tấn công kẻ thù một cách vô cùng linh hoạt. Anh vẫn giữ nguyên khả năng kết hợp cùng với những item để nâng cấp bản thân về tốc độ cũng như sức mạnh. Chiếc búa Gascon Breaker sẽ chuyển hóa hình dạng thành gươm giúp anh tăng sát thương cũng như tăng phạm vi tấn công cực đại so với hình dạng búa cơ bản. Đòn tất sát của SA cũng sẽ dựa trên vũ khí cũng như Gamer Driver sẽ tạo tranh 3 đòn thế riêng biệt. Với Gamer Driver mang tên Mighty Ritual Strike, SA sẽ tụ năng lượng vào chân trái của mình. Với những biểu tượng game trên khắp chân trái của anh lao tới và ra hàng loạt cú đá cực mạnh vào người kẻ thù. Đòn thứ hai sử dụng hình dạng búa Gascon Breaker, đó là Mighty Critical Finish. Anh lao lên bầu trời với nguồn năng lượng tụ hợp vào chiếc búa của mình, dán một đòn cực mạnh vào kẻ thù. Và đòn tất sát cuối cùng dạng gươm của Gascon Breaker, SA tụ năng lượng vào thanh gươm của mình, tạo một nhát chém. Trong lúc đó anh sẽ xoay vòng và tạo thành một chiếc lưỡi cưa tấn công tất cả những kẻ thù trong phạm vi của mình. Mặc dù là nhân vật chính nhưng SA lại không phải là người lên LV3 đầu tiên. Kẻ lên cấp độ 3 đầu tiên là Game Kamen Rider sau này với thân phận là chủ tịch của Game Corporation, Dan Kuroto. Hắn ta sử dụng Sakari Keysport để áp đảo tất cả Rider, cũng như thử thách họ không cho họ tấn công Burgaster sở hữu sức mạnh Robot. Hắn ta ngăn cản tất cả Rider, chỉ còn mình SA là dám đối mặt trực diện với hắn. Anh lại một lần nữa tận dụng được những item của mình, sang lấp khoảng cách giữa hai level, nhanh chóng đánh bật đoạn final của game và lao lên tấn công tên Burgaster để giành lợi thế. Anh đã chiếm được sức mạnh to lớn của Robot chiến đấu, chuyển hóa bản thân thành một trong những Rider chính diện đầu tiên sở hữu cấp độ 3 gắn lên người SA giống như một bộ giáp. Những tựa game bạn có thể liên hệ với SA chính là tựa game Mega Man, và đây cũng chính là hình thể khi X có được những bộ giáp của bản thân anh trong suốt quá trình. Robot chiến đấu cũng đại diện tương tự như vậy. Đặc trưng nhất của form này là khả năng phòng thủ được tăng cường cực lớn so với hình dạng Mighty Action X, nhưng có vẻ như độ linh hoạt của anh bị giảm nặng. Không có quá nhiều những pha bay nhảy khi sử dụng hình dạng này, đa phần là khả năng phòng thủ cũng như tấn công vô đối từ level 3. Tất nhiên là anh sẽ không còn những khả năng phòng thủ và tấn công vô đối này khi chiến đấu những kẻ thù trên level của mình, vì đó là nguyên tắc của game rồi. Với tông màu nâu, chiếc mặt nạ của anh, chiếc sừng nhìn rất giống Gundam, và kèm theo đó là cánh tay trái, cánh tay robot khổng lồ. Cánh tay này khả năng tấn công lại vẫn có thể sử dụng gadget bình thường, và hơn hết nó là một cánh tay hỏa tiễn có khả năng tấn công từ xa cái hù và thu hồi lại. Geiteki Totsu Ritual Strike là tên của đòn tất sát. Nó sẽ bắn ra bàn tay khổng lồ từ hình dạng robot, tấn công cũng như ghim chặt Sakari Keysport của game. Anh lao tới theo nắm đấm của mình, bắt lại nắm đấm, tụ lực vào nó và ra một đòn cực mạnh. Mặc dù xuất hiện sau level 5 khá lâu, nhưng cấp độ 4 vẫn phải được tạo ra nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống. Vì từ 5 lên 10 chúng ta vẫn hơi hết được, nhưng từ 3 lên 5 thì có vẻ như khoảng trống này vẫn phải được lấp đầy bởi sức mạnh của Juju Burger. Một chiếc gashat được tạo ra không phải bởi Dan Kuroto mà từ một nhân viên làm việc cho hắn. Với đam mê tạo ra tựa game, quái vật được người chơi cung cấp đồ ăn vô tận. Tên Burgaster này có lẽ vô cùng đặc biệt với Emu cũng như với tất cả những người khác. Hắn ta không có ý định tấn công loài người. Cảm nhận được điều này, Emu đã quyết tâm bảo vệ hắn và được người chế tạo ra tựa game trao chiếc gadget level 4. Juju Burger, hình dạng của anh kết hợp với một người giao burger, hai chai tương, mayonnaise cũng như tương ớt ở hai tay trái và phải. Chiếc dài trượt patin thể hiện tốc độ giao burger của người này là vô cùng nhanh nhẹn, và chiếc hamburger chính là phần thân của anh. Tạo hình mặc dù hơi kỳ quái nhưng mà sự kết hợp cũng rất tuyệt vời. Khả năng chính của Juju Burger không thể nào là sức mạnh, vì LV4 lúc đó là quá thiếu sức mạnh so với hình dạng LV50 của Kamen Rider Paradox.
nhưng khả năng linh hoạt từ đôi giày Batang đã giúp anh tấn công kẻ thù cũng như di chuyển vô cùng nhanh chóng để né tránh những đòn tấn công. Khả năng của anh chỉ thật sự phát huy khi anh chiến đấu với tên Juju Burger để hoàn thành trò chơi. Trò chơi Juju Burger không phải là tấn công để phá hủy những đòn tấn công của Burgerster, tạo ra một chiếc burger ngon nhất. Sự kết hợp hoàn hảo đó là đòn tất sát Juju Critical Strike tạo đĩa thức ăn hoàn hảo để phá đảo hoàn toàn trò chơi. Emu đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc clear màn như bao lần khác của thiên tài game thủ Emu. Và đó cũng là màn thể hiện duy nhất, màn thể hiện trong tập 17 của Color SA về Juju Burger, form level 4 của SA. Dragonite Hunter Set, chiếc Gashat đặc biệt tông màu vàng kim với hình đầu rồng ở chuôi Gashat. Sức mạnh của Graphite sau khi được nâng cấp bởi chiếc Dragonite Hunter Z, mặc dù chỉ là bản thử nghiệm nhưng hắn ta hoàn toàn out sức mạnh của tất cả cấp độ 3 của những rider còn lại. Lại một lần nữa, khả năng của thiên tài game thủ Emu lại được thể hiện. Anh ta đã đánh bại hoàn toàn con rồng hỗ trợ cho Graphite, có được 4 mảnh vỡ của nó cùng với chiếc Gashat thật sự. Chuyển hóa lần đầu tiên trở thành hình dạng toàn thân của một Kamen Rider trong series SA, cả một bộ giáp rồng kết hợp cùng với SA, chiếc đầu rồng ở trước mặt của anh, hai cánh tay đầu chân đã bị thay đổi cùng với chiếc đuôi mọc phía sau lưng của SA, tạo nên hình dạng vô cùng đáng sợ, tông màu đen chủ đạo. Mặc dù những phần viên khác trên cơ thể của SA tạo ra cảm giác khá màu mè với màu xanh lá là xanh dương neon đại diện cho Ray Knight. Lần đầu tiên sử dụng, sức mạnh của cấp độ 5 là quá sức của một con người, là trò chơi săn quái vật. Đặc điểm của tựa game Monster Hunter là trò chơi thường sẽ được co-op 4 người cùng tổ đội với nhau để chiến đấu những con quái vật khổng lồ. Sở hữu sức mạnh quá lớn như vậy, SA đã mất kiểm soát, tấn công tất cả mọi người với ngọn lửa khủng khiếp từ hơi thở của Dragonite Hunter Z. Khả năng chính của hình dạng này cũng không được thể hiện quá nhiều. Với từng bộ phận trên cơ thể của anh sẽ tương ứng những rider khác nhau. Là bộ giáp bao phủ toàn bộ cơ thể với một cánh tay phải là hành gươm đại diện cho Bree, cũng như là cánh tay trái là một khẩu súng nhưng thường sẽ được SA sử dụng cận chiến. Khả năng tấn công tầm trung và tầm xa của anh được dựa trên hơi thở của rồng. Là gương mặt bao phủ lấy cơ hội của SA, có khả năng tấn công bằng ngọn lửa cũng như tạo những chùm sao, những quả cầu lửa rơi từ bầu trời. Và tất nhiên, đôi cánh của anh cũng không phải là không có tác dụng, nó cũng giúp SA bay lượn. Đòn tất sát cấp độ 5 Dragonite Critical Strike, SA sẽ tụ hợp cả 3 nguồn năng lượng từ đầu và hai tay của mình, tạo nguồn năng lượng khổng lồ dán vào kẻ thù. Và đây là toàn bộ những form trong phần 1 của Color SA. Nếu bạn thấy hay, hãy like, subscribe cho kênh Radio On của mình nha. Mình là Radio On, thanks for watching. Bye.